Hưởng ứng tháng thanh niên 2024, tỉnh đoàn và các mạnh thường quân đã tổ chức khởi công xây nhà khăn quàng đỏ cho em Đinh Thị Cẩm Dương, thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng, thị đoàn An Khê hỗ trợ 10 triệu đồng, Đảng ủy xã Cửu An, thị xã An Khê hỗ trợ 20 triệu đồng và vận động ngày công của đoàn viên thanh niên xã Cửu An. Em Sương là đội viên, học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Căn nhà được xây dựng sẽ giúp gia đình em Sương ổn định cuộc sống, động viên em tiếp tục vươn lên trong học tập. Hoàn cảnh nhà em khó khăn, hôm nay được đoàn thanh niên và ngân hàng tài trợ xây ngôi nhà hoàn thiện đó. Em rất là vui, có động lực em cố gắng học tập tốt hơn. Trong lễ phát động tháng thanh niên 2024, Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng trao tặng 50 bản đồ Việt Nam cho thị đoàn An Khê, 200 cây sao xanh cho đoàn phường An Phước, thị xã An Khê, 10 đàn gà khăn quàng đỏ cho hội đồng đội thị xã An Khê, 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã An Khê. Nhà em thì cách tầm 4 đến 5 cây số. Hôm nay em nhận được chiếc xe đạp này, em rất là cảm ơn. Em rất là cảm ơn mọi người. Chiếc xe đạp chỉ là bạn đồng hành đỡ trong học tập của em. Hưởng ứng tháng thanh niên 2024, các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh cũng triển khai các đội hình thực hiện các công trình phần việc ý nghĩa, các hoạt động tuổi trẻ chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tặng mô hình sinh kế cho thanh niên nghèo. Để hưởng ứng tháng thanh niên của toàn tỉnh thì đối với tuổi trẻ thị xã An Khê thì ngay tại lễ phát động đã tổ chức triển khai một số hoạt động cụ thể như sau. Thứ nhất là tổ chức chương trình thăm khám cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho bà con nhân dân tại làng Bốt, xã Sông An. Sau đó sẽ tiến hành ra mắt tuyến đường điện chiếu sáng của thanh niên phục vụ nhu cầu cho bà con nhân dân trong quá trình di chuyển đi lại. Còn xuyên suốt trong tháng thanh niên thì Ban Thường vụ thị đoàn cũng đã xác định mục tiêu là sẽ chung tay cùng với chính quyền lãnh đạo địa phương xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới với mục đích là thể hiện cho tuổi trẻ thị xã biết ý nghĩa mục đích của tháng thanh niên và chung tay góp sức cùng đảng bộ chính quyền của thị xã thực hiện một số những nhiệm vụ của tuổi trẻ góp phần xây dựng và phát triển địa phương An Khê. Theo kế hoạch, tháng thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Gia Lai phấn đấu thực hiện 10 chỉ tiêu, nội dung trọng tâm nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, từ đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với 10 hệ thống 10 chỉ tiêu đó là Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ hy vọng rằng các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh chúng ta sẽ phát huy được cái vai trò của người cán bộ đoàn, đặc biệt là phát động được, huy động được tất cả đoàn viên thanh niên đều tham gia vào các cái nội dung của tháng thanh niên. Trên tinh thần đó thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng kính mong các cấp, các ngành và các mạnh thường quân sẽ đồng hành cùng với lại Ban Thường vụ tỉnh đoàn để có những công trình phần việc ấn tượng trong tháng thanh niên. Với cái nội dung nhiệm vụ chung thì cũng mong rằng cán bộ đoàn của chúng ta sẽ đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào của mình bằng cái việc mà ứng dụng số trên nền tảng, các nền tảng làm sao xã hội thấy được cái vai trò của tổ chức đoàn trong cái việc mà tổ chức hoạt động các cái chương trình theo đúng chủ đề chương trình các năm. Chúc cho cái tháng thanh niên của chúng ta sẽ hoàn thành tốt các cái nội dung đề ra. Năm 2024 là thời điểm kỷ niệm tròn 20 năm mà Đảng, Nhà nước đồng ý lựa chọn tháng 3 hàng năm là tháng thanh niên, cũng là thời điểm tròn 10 năm được Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn là năm thanh niên tình nguyện. Qua từng năm, tháng thanh niên trên địa bàn tỉnh đã được các cấp bộ đoàn triển khai bằng nhiều hoạt động có ý nghĩa, đa dạng về hình thức, phù hợp với tình hình thực tiễn và thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, được cấp ủy, chính quyền địa phương và xã hội đồng tình ghi nhận, đánh giá cao.